tiếp tục là mình kiểm tra xe để mà mình thu vào nha các bạn. Hôm nay là một em nhập ý 2012-33391 các bạn. Số máy là 2 số 1 nha. Cái chất xe này đi là mình để cho khách hàng của mình nay là đi từ năm 2018 tới giờ rồi các bạn. Đến nay thì khách hàng chú ra, chú không đi nữa thì chú để lại cho em ly silver. Thì mình cũng phải kiểm tra đầy đủ hết trước khi mà mình mang đến các sản phẩm này cho các bạn ha. Rồi đầu tiên nhìn thấy là đủ nhớt rồi đó, nhớt còn mới các bạn, nhớt còn mới. Nó thật sự với các bạn, có nhiều cái chất xe nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà khi mà kiểm tra mở nắp nhớt ra kiểm tra mà thiếu nhớt á, thì mình cũng xin phép là mình không có lấy luôn. Tại vì đã thiếu nhớt rồi, thiếu nhớt nhiều rồi, bên trong đó nó đã tổn thương lâu rồi các bạn. Cho nên là về đi thời gian nó cũng sẽ bị xì khói, và cái máy của nó cũng không còn tốt nữa, vận hành tốt nữa. Cho nên đối với em á, cái quan trọng nhất vẫn là nhớt nha. Còn hôm nay là một em 2012, chất xe khá là đẹp các bạn. Để mình mở bên trong khoang máy ra mình kiểm tra luôn ha. Da yên zin. Đấy, biển số cũng dễ thương nữa nè các bạn. Nhưng mà biển số bây giờ thì nó không còn giá trị gì nữa rồi, chủ yếu là xe máy móc thôi. Đẹp ron rồi cho nên mình mở ra kiểm tra 4 ốc đầu luôn nha các bạn. Thì nghiêng về cái chất lượng xe này thì các bạn yên tâm ha. Cam cò zin, 4 ốc đầu zin hết nha các bạn. Và nhiều khách hàng á, người ta kêu á, mở ra 4 con là nó phải có cái nú hết, nhưng mà nó không đúng đâu nha. Có con mở ra 3 con nó không có, một con có là bình thường nha các bạn, giống như con này có nè. Đó. Còn có nhiều con các bạn mở ra, những cái răng này các bạn kêu nó phải đều nhau nữa thì nó mới là xe zin. Thì cái đó là hoàn toàn sai hết nha các bạn. Mở ra chúng ta coi nhiều yếu tố lắm, chứ không phải coi răng rồi coi ốc đầu coi ấy không thôi đâu. Ron, riết, tăng cam, tăng đồ nữa. Còn những cái con này có con nó vô 3 răng, có con nó vô 4 răng, có con nó vô 2 răng là điều bình thường. Đấy, tăng cò chưa, căm cũng chưa. Rồi, zin các bạn. Hôm nay mình mua được một chiếc nhập ý số máy 100. Các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể liên hệ cho em đi nha. Màu trắng đen nha các bạn. Thì xe zin hết rồi. Thì chủ yếu còn về cái chất xe bên ngoài thì chúng ta về cũng phải tu bổ dọn thêm một tí cho nó đẹp ha. Đấy, thì bây giờ để mình làm giá cả với lại chú, rồi xong rồi mình sẽ thu lại cái xe này khi mà cửa hàng của mình bán ra nha.